quý vị để thay đổi không khí. Xin mời quý phụ huynh cùng các bé hướng mắt về sân khấu xem phần trình diễn thời trang từ các nguyên vật liệu tái chế của các bé khối mầm. Xin cho một tràng vỗ tay thật to để chào đón các bé. Đó là bánh đen đó. À thế à? Qua đường đó rồi con. Thank you.